Chương trình kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển báo đại biểu nhân dân đã diễn ra với sự tham dự của nhiều đại biểu nổi tiếng như Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Tổng biên tập báo đại biểu nhân dân bà Phạm Thị Thanh Huyền đã phát biểu khai mạc chương trình, nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của cách mạng tháng 8 năm 1945 và việc ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hiện nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bà Huyệt cũng tôn vinh tinh thần cách mạng tháng 8 và những đóng góp lớn lao của nhân dân trong hành trình vươn lên. Kể từ thành công của cách mạng tháng 8, Việt Nam đã trải qua hơn 3 thập kỷ xây dựng và phát triển với nhiều cố gắng và đóng góp của nhân dân. Quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ của Việt Nam trong gần 37 năm qua đã mang lại những thành tựu lớn, góp phần định hình lại hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế. Chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình đã được tổ chức nhằm tái hiện những ký ức quý báu của những năm tháng đặc biệt, vinh danh quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ, cũng như tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của nhân dân. Báo đại biểu nhân dân đã đánh dấu 35 năm hoạt động xây dựng và phát triển vào ngày 5 tháng 10 năm 2023. Tổng biên tập báo bà Phạm Thị Thanh Huyền đã nhấn mạnh vai trò của báo trong việc thể hiện tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri. Báo đại biểu nhân dân đã có nhiều hoạt động xã hội từ thiện, tập trung vào việc hỗ trợ biển đảo, người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, dioxin.